Xin chào tất cả mọi người, chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị hai căn nhà thuộc đường La Tinh, xã Đông La, huyện Hoài Đức. Với hai căn nhà này, diện tích 32m², thiết kế và xây dựng là 3,5 tầng. Với cái hướng nhà là hướng Đông Nam, ngõ trước nhà của hai ngôi nhà này thì được khoảng tầm 2m7. Tuy nhiên, nó cách với đường ô tô đi lại 50m mọi người ạ. Bởi vì ở đây này, mọi người có thể nhìn cái ngõ này, nó không thẳng. Bởi vậy cho nên là có một số chỗ mà ô tô không vào được nhà. Còn cái ngõ trước nhà của hai căn này thì nó rất là rộng. Và với cái mặt tiền của ngôi nhà này là 3m8, hướng nhà là Đông Nam, khá là mát. Vị trí căn nhà này gần những gì? Gần với lại trường đại học Phenica, gần với lại trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn, xung quanh đầy đủ tiện ích. Trường mầm non tiểu học Đông La rất là gần. Từ vị trí căn nhà này, nó cách với những cái tiện ích đấy nó khoảng tầm 500m. Chợ dân sinh, mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Và cái căn nhà này đã có đầy đủ sổ đỏ, chính chủ bàn giao nhà luôn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và với theo hiện trạng của căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong, cho nên Ngọc Ánh quay và gửi tới cho quý vị hai căn nhà mới nhất. Thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái căn nhà này thì nó còn một chút nữa là chưa đấu điện mọi người ạ, cho nên nó hơi tối. Ngoài sẽ quay sơ qua để nói giới thiệu cho mọi người. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Với một cái căn nhà hiện tại chưa có đường điện vào thì tức là có điện rồi nhưng chưa đấu thôi. Chưa có điện nhưng mà vẫn đầy đủ ánh sáng cho quý vị ở phần tầng 1, phòng khách đây. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm đều đã được lắp đặt đầy đủ. Bởi vì nó mới hoàn thiện thôi mọi người ạ. Cho nên là đường điện thì còn một chút nước kéo về sau là đủ, còn đâu thì nước rất là đủ hết rồi. Hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được lắp đầy đủ rồi. Đây là cái phần tủ bếp của ngôi nhà. Với căn nhà 32m² thì thực ra không đòi hỏi được là phần phòng bếp riêng, phòng khách riêng, mà nó chỉ được như thế này thôi mọi người ạ. Và thiết kế cái phần tủ bếp ở đây thì là tủ chữ L nhỏ nhắn, phụ kiện bếp đi kèm được lắp đặt đầy đủ. Mặt bếp ốp đá granite và xung quanh bếp thì ở đây là ốp gạch 30-60. Tầng 1, ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì còn một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị cái công năng sử dụng ở dưới phía tầng 1 thôi. Đó là bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm, nước tổng lên trên 3,5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đây, phần ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách thì là thiết kế cho mình một cái vách lam gỗ ở đây. Khá là hợp lý và chắc chắn mọi người nha. Đó, với cái căn nhà này hiện tại thì giá chủ nhà chào bán chỉ 2 tỷ 090 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu 2 tỷ 090 triệu đồng, với căn nhà này quý vị có thể chi trả trước 800 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm, tối thiểu là 3 năm, với những lãi suất ưu đãi nhất và đến từ những ngân hàng uy tín nhất. Sau đây mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thì mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên trong quý vị nha. Đây, hiện tại thì không bật điện nhưng mà mọi người có thể nhìn thực tế ở trên video khá là sáng, ánh sáng ngập tràn vào trong cái không gian phòng. Hướng nhà Đông Nam thì cũng rất là mát, tiện ích cơ sở vật chất xung quanh thì rất là đầy đủ, nó chỉ là thuộc huyện Hoài Đức thôi. Tuy nhiên với cái vị trí căn nhà này, nó xem với một số căn mà thuộc phường Yên Nghĩa ấy mọi người ạ. Đó, nó gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa. Và với cái căn nhà này thì từ căn nhà đi ra tới bến xe Yên Nghĩa nó khoảng tầm 3,5 km mọi người nhá. Đó, đây là phần phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Thiết kế phòng vệ sinh ở phía bên trong phòng ngủ theo kiểu master. Nói chung là với cái căn phòng này mặt tiền của nó rộng, cho nên là cái căn nhà này nó vuông vắn mọi người ạ. Cửa thông phòng cũng như cửa nhà vệ sinh thì thiết kế toàn bộ là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái giá bán 2 tỷ 090 triệu đồng cho một cái vị trí cả nhà cả đất thì nó rất chi là hợp lý ở thời điểm hiện tại. Vì sắp tới nó có một số cái thông báo mới mà ra là diện tích từ huyện Hoài Đức cũng như là ở quận Hà Đông thì phải chia từ 40m trở lên, cho nên nếu như mà tại thời điểm đấy thì cái giá bán nó rất là cao. Và hiện tại những cái căn nhà còn lại 30, 32, 35 nói chung dưới 40m hiện tại thì giá đang chào rất là hợp lý rồi mọi người nhá. Mời theo em lên khám phá tầng 3. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế ở đây cũng tương tự như tầng 2 mọi người nhá. Đây, một phòng ngủ rộng. Với cái phòng ngủ này ấy, thì thiết kế cửa sổ đầy đủ 2 lớp. Bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp, bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện, đảm bảo cái độ thẩm mỹ cũng như là cái an ninh, an toàn cho ngôi nhà.
Với cái tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thì chủ đầu tư ở đây thiết kế thực tế luôn. Gạch lát nền, kích thước gạch 60, trần thì là trần thường, không thiết kế trần thể cao. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Với một cái căn nhà thiết kế 3,5 tầng cho một diện tích 32m2, thiết kế cực kỳ đơn giản. Bởi vậy cho nên cái giá thành nó lên nó mới hợp lý mọi người ạ. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Không có điện nha, nhưng mà Ngọc Ánh vẫn quay cho mọi người. Bồn cầu này, vòi xịt, vòi rửa này. Đây, hệ thống trần nhôm này mọi người ạ. Trang trí rất là đẹp mắt. Sơn, điện, nước hoàn thiện xong. Theo đúng như hiện trạng của căn nhà này thì chỉ còn mỗi đấu nguồn điện vào nữa là có thể dọn đồ về và ở được ngay. Cái phần đấu điện này thì cực kỳ đơn giản mọi người nha. Nói chung mọi người chỉ cần mua thôi là chủ đầu tư sẽ đấu điện luôn cho mình. Và mời mọi người theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Với phần tầng 4 của ngôi nhà thì ở trên đây có một cái ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 4 thì thiết kế như sau, gồm một cái phòng thờ riêng biệt. Đây nha mọi người, phòng thờ riêng biệt đầy đủ ánh sáng. Và phần còn lại đó chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây, đây là phần sân phơi của ngôi nhà nha quý vị, rất là rộng. Mọi người có thể nhìn thực tế xung quanh, dân cư đông đúc, chợ trường, phường trạm nó rất là gần, đầy đủ những cái yếu tố mà quý vị mong muốn khi tìm hiểu một ngôi nhà. Yếu tố cơ sở vật chất hạ tầng này, mọi cái. Ở huyện Hoài Đức này thì cũng đang có cái thông tư chuẩn bị lên quận rồi mọi người ạ. Còn bao giờ lên quận thì cái đấy nó cũng còn tùy ở phía trên. Và cái giá chào bán hiện tại của căn nhà này nó rất là hợp lý. 2.090.000.000 đồng Ngọc Ánh đã review từ tầng 1 cho tới lên tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà rồi. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể, chi tiết hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 để có thể biết thêm những thông tin chi tiết cụ thể nhất và được em tư vấn cho mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.